Chào mừng các bạn đã đến với Di Động Nhật Nam nhé Thì mấy ngày trước mình có xả kho bán rất là rẻ cho anh em fan táo Những cái sản phẩm tai nghe AirBot Pro 2 với giá rất rẻ 250.000 bao ship toàn quốc Và chỉ bán trong vòng có 2 ngày Đã chốt hơn 100 bộ Và hiện tại cái sản phẩm Airpods Pro 2 Mình vẫn đang trên đường nhập tiếp về vài trăm bộ nữa Để bán cho các bạn, các bạn cứ thoải mái đặt và trong khi đó thì rất là nhiều anh em fan Samsung, Oppo, Vivo, nói chung là anh em Android à, đã à, nhắn tin, inbox hỏi mình rất là nhiều về cái sản phẩm tai nghe bởi Bluetooth để xài cho dòng Samsung. Thì ngày hôm nay mình à, nhập về đây để thanh lý tiếp tục cho mọi người một cái dòng sản phẩm tai nghe bởi Bluetooth dành cho dòng Android như là Samsung, Oppo, Vivo. Và đây cũng là hàng mới nguyên siêu ok và mình vừa mới khui một bộ ra để mà thử cho anh em thì ở trong cái hộp này à, sau khi bóc siêu thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây sạc sợi dây sạc đầu 8 ngàn sáu dây này thì rất ngắn chắc là chúng ta sẽ dùng chung cái bộ sạc chúng ta đang có thôi à, còn ở trong này thì nó có một cái hộp đóc sạc thì nó rất là cao cấp luôn vì là nó có cả đồng hộ báo phần trăm pin sạc đấy rất là cao cấp và vừa nãy thì mình cũng đã kết nối vào máy của mình để mình nghe nhạc thử xem ok không Thì âm thanh cho một cái chất lượng khá là cao cấp, ổn định, chuẩn chỉ Và mic đàm thoại ok, ngon à, Sản phẩm này là sản phẩm cao cấp của dòng Android Và có thương hiệu JBL Và nó cũng là loại linh kiện cao cấp, loại 1 cho các bạn nhé Đấy, sạc đầy rồi thì nó tự tắt Và mình cũng bán cho bạn với giá cực kỳ rẻ Chỉ có 290.000 Cũng sẽ bao ship toàn quốc Và bất cứ ai muốn mua cái sản phẩm tai nghe này hoặc là bất cứ một linh kiện nào tại shop di động Nhật nam chỉ cần nhắn tin cái địa chỉ và số điện thoại của các bạn vào số zalo của nhật nam số zalo của nhật nam là có ở góc phải màn hình ở đây này các bạn ở đây này đó hoặc là à, mình sẽ đọc trực tiếp cho các bạn nghe và ghi lại luôn đó là 0367 709123 đó là số zalo của mình nhé chỉ cần inbox cho mình cái địa chỉ và số điện thoại của các bạn và các bạn lưu ý 290.000 là ship đến tận nơi và khi ship đến Các bạn được kiểm tra hàng Rồi mới thanh toán tiền 290.000 đối với một sản phẩm tai nghe cao cấp JBL HQ15 Thì là một mức giá quá rẻ so với thị trường Thị trường đang bán sản phẩm này trên 400.000 các bạn nhé Rất là ok Mình bán thanh lý tri ân cho tất cả các bạn đã xem kênh Và bây giờ các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ, ai kết cái sản phẩm tai nghe này thì liên hệ đến mình luôn nhắn tin địa chỉ và số điện thoại của bạn vào zalo của mình luôn nhé để chốt à, mình xin phép giới thiệu thêm một số cái sản phẩm điện thoại để bán cho các bạn ngày hôm nay nữa các bạn hãy theo dõi đến cuối clip và đừng quên đăng ký kênh nhấn like chia sẻ để lại bình luận nhiệt tình ủng hộ cho di động nhật nam các bạn nhé di động nhật nam luôn luôn lắng nghe tất cả các khách hàng luôn luôn uh, phục vụ theo yêu cầu của tất cả các bạn nhập về những cái sản phẩm mà các bạn mong muốn cho nên các bạn cứ mạnh dạn để lại bình luận ủng hộ cho kênh Đầu tiên thì mình sẽ thanh lý cho các bạn một cái sản phẩm à, Samsung Galaxy Tab A T295 8 in Con này là sản phẩm chính hãng của Samsung Đây là máy màu bạc Mình thanh lý cho các bạn với giá cực rẻ Có thể nói là rẻ nhất Việt Nam và rẻ chưa từng có trên đời này Với giá là 1 ,3 triệu ba Quá rẻ 8 in cam kết nguyên zin chính hãng của Samsung Thật sự chỉ có ở di động Nhật Nam Mới có giá rẻ như thế này các bạn nhé Chẳng dại gì mà không ủng hộ Nhật Nam không những rẻ mà bảo hành là đổi chứ không sửa như vậy quá yên tâm sản phẩm Samsung Galaxy Tab A8 in T295 này chỉ có giá 1 ,3 triệu ba thôi thanh lý cho các bạn đấy thanh lý hỗ trợ người thu nhập thấp hỗ trợ nhà đông con để mua học hành và xem tin tức 1 ,3 triệu ba thì thực sự rất rẻ rồi cam kết là máy zin chính hãng của Samsung con này thì dùng được cả sim và mạng đầy đủ sim nghe gọi được bình thường nhé Ok màn hình 8 in chính hãng của Samsung và có một cái thôi tiếp theo thêm một cái nữa cũng rẻ không kém và thậm chí cũng có cả bao da cho các bạn luôn mặc dù bao da là qua sử dụng rồi thì thực tế ra mình bán máy cũ thì cái máy còn cũ chứ nói gì cái bao da đúng không nhưng cũ nhưng mà mình thấy nó còn rất chất lượng nên cũng không nỡ vứt đi nên là để đây cho các bạn xài luôn và đây là con tab A7 Lite các bạn đừng hiểu lầm vì cái màn hình này là nó có miếng dán cho nên là nó người ta người ta lột cái miếng dán lên người ta kiểm tra màn hình bên trong các bạn người ta gắn vào thì bao giờ nó cũng không có hút được hết chân không đâu nên mình lột ra luôn đấy về các bạn chi ra ít tiền mà dán cường lực hoặc là để không sẵn được trả sao một đời ta bao la đời nó bởi vì ngày hôm nay mình thanh lý cho các bạn con tab A này cực kỳ rẻ tab A 7 like là màn hình 8,8 in các bạn nhé màn hình 8,8 in chính hãng của Samsung mới sản xuất cũng tương đối gần và con này ngoại hình còn được khoảng 98 khá ok cũng dùng được sim mạng và wifi các thứ đầy đủ màu xám đen có cả bao da thanh lý tri ân khách hàng hỗ trợ cho người thu nhập thấp với giá 2 triệu ba thôi không mua thì không có cơ hội nữa đâu vì có mỗi một máy thôi các bạn nhé con này giam 3g bộ nhớ 32g pin châu máy chất bao da này là bao da chính hãng luôn chứ không phải bao da hàng chợ đấy rất là ok cho kèm luôn 2 ,3 triệu ba các bạn nhé Tất cả các sản phẩm mình thanh lý thì mình chỉ bảo hành một tháng Nhưng điều đó cũng đủ để cho các bạn yên tâm và test máy kỹ lưỡng rồi Thường là hàng điện tử nếu lỗi sẽ lỗi sớm Lỗi ngay từ đầu Các bạn cứ yên chí. Rồi tiếp theo đây Thì mình còn rất rất nhiều sản phẩm xịn sò Mình sẽ giới thiệu tiếp để bán cho các bạn nhé Đầu tiên mình tiếp tục thanh lý cho các bạn thêm một con máy Đó là Samsung Galaxy A03 màu xanh các bạn thấy đây tươi xanh như nồi canh chính hãng của Samsung con này pin châu 5000 màn hình to 6,5 in chính hãng Samsung thì chắc chắn là phải dùng được hai sim ngon lành và thanh lý cho bạn với giá có 1 triệu 6 thôi RAM 3 bộ nhớ 32GB hai camera sau nói chung là xài ok Ngoan lành cành đào các bạn nhé giá chỉ có 1 triệu 6 thôi các bạn ạ 1 triệu 600 000 không thể nào cưỡng lại được đâu các bạn rồi tiếp theo nữa đây là một con có thể nói là idol trong làng pin châu con này thì không rẻ con này là hàng thương mại bình thường bảo hành 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Ở Di động Nhật Nam mình tự hào với cái chế độ bảo hành. Bởi vì chỉ đổi không sửa như vậy khách hàng cũng rất yên tâm. Chứ chả ai thích mở cái máy mình ra chọc ngoáy sửa, tửa lưa trên men, thậm chí là câu dây, câu giếc hay là khò hàn bầy hay ra, đúng không? Chẳng ai thích điều đó. Mình thà thiệt một chút nếu chẳng may gặp phải một cái máy nào lỗi, mình đổi cho các bạn rồi máy đó mình bán rẻ đi cho một số nơi người ta chuyên dọn máy, người ta làm gì người ta làm hay người ta lấy linh kiện kệ người ta thiệt đi một chút không sao đỡ mất uy tín và đây M51 Idol trong làng Binh Châu máy chất chuẩn chỉ ok Binh Châu 7.000. và con này thì cấu hình cũng không thua kém ai đâu RAM 8 g bộ nhớ là 128 g màn hình AMOLED các bạn nhé công nghệ màn hình AMOLED thì các bạn nghe đến nói nhiều rồi và công nghệ này chỉ có Samsung mới có rất mượt rất rõ nét và rất ok tuy nhiên thay thì hơi đắt tiền công nghệ cao mà màn hình AMOLED 6,7 in À, chip Snapdragon của Mỹ 8 nhân Con M51 này cực phê Và pin lại trâu như thế Và giá bán thì cũng êm rồi Giá ở phân khúc tầm trung chỉ có 4 triệu 8 thôi các bạn nhé Và một cái điều hết sức Cần phải lưu ý nữa là Ở di động Nhật Nam bán chỉ báo máy không Không tặng phụ kiện và không bao ship Lý do mình đã bán rẻ như là bán xỉ rồi các bạn nhé Cho nên Các bạn nào có sạc rồi chúng ta tận dụng Bạn nào chưa có chúng ta vui lòng mua thêm Bên mình không có tặng và phí ship thì có cộng thêm một ít tiền bảo hiểm cho nên nó sẽ tăng dần theo giá trị của máy. Tại sao vậy? Vì có sản phẩm sẽ phí ship ít và sản phẩm sẽ phí ship nhiều. Ví dụ như sản phẩm đắt tiền thì tiền bảo hiểm nó sẽ cao. Sản phẩm ít tiền thì tiền bảo hiểm nó ít. Và cộng với tiền phí cho nên là nó có sự dao động các bạn thông cảm cho mình nhé. Tuy nhiên mua máy ở Nhật Nam thì rất yên tâm. Và ở Nhật Nam thì rất là đa dạng hàng hóa từ iOS cho đến Android. Và từ thượng vàng cho tới hạng cám mình đều có cả các bạn nhé. Và ngày hôm nay, mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cặp máy có thể nói là bán khá chạy, đó là Samsung Galaxy A12, nồi đồng cối đá màn hình to, đã thế lại còn bốn camera. A12 của chúng ta có RAM 4GB, bộ nhớ siêu nhiều 128GB, pin siêu trâu 5000 và màn hình siêu to sáu 5 inch. À chính hãng của Samsung dùng được hai sim và con này thì uh, sản xuất cũng uh, được uh, một thời gian rồi nên là trên uh, thị trường khách hàng biết tới nhiều. Ngày hôm nay thì mình có một cặp đó là một màu trắng một màu đen Máy đẹp zin 99% bán cho các bạn với cái giá cực kỳ êm Chỉ có là 2 triệu 500 nghìn một máy các bạn nhé 2 triệu 500 nghìn là một cái mức giá uh, đáng mua rồi các bạn ạ Ok để mua sử dụng bền lâu rồi các bạn nhé Không cần phải lăn tăn làm gì nữa Chốt thôi Rồi tiếp theo thì ngày hôm nay mình có Samsung Galaxy A74 Máy này thì mới cứng chưa kịp cũ có thể nói là siêu siêu lướt người ta mới đập hộp thôi các bạn người ta mới đập hộp thôi và đây là máy trần không phụ kiện nhá nhưng không khác gì máy mới các bạn sẽ tiết kiệm hơn đập hộp được một số tiền và A54 này của chúng ta là một cái sản phẩm chính hãng hai sim ngon lành cành đào RAM 8 gb bộ nhớ 128 gb pin châu tới 5 nghìn máy cực kỳ ok và cái giá bán của nó là 7 triệu 300 nghìn nha các bạn 7 triệu 300 nghìn đây là máy màu đen bên cạnh đó thì Nhật Nam có thêm một cái máy màu tím có thêm một cái máy màu tím nữa cũng là A54 mới sản xuất 2023 nói chung là mới sản xuất có vài tháng đây thôi nên là không khác gì máy mới đâu các bạn 7 triệu 300 nghìn luôn nha các bạn 7 triệu 300 nghìn rất là ok chuẩn chỉ rồi tiếp theo thì lạc bày vào đây có một con iPhone màu tím thủy chung hai sim vật lý lý do có một vết trẻ nhẹ ở đây nên ngày hôm nay mình quyết định bán với giá rất rẻ cho các bạn chỉ có 8 triệu 2 thôi đây là con iPhone 11 màn hình 6,1 in tím thủy chung có đúng với chảy đây nói chung cũng không xấu lắm ai kỹ thì chúng ta né ra còn ai không kỹ mà chỉ cần đến chất lượng uy tín mình bảo hành 6 tháng thì các bạn có thể chốt và hơn thế nữa con này xài được hai sim vật lý các bạn nhé hai sim vật lý nó rất là ngon ok chuẩn màn hình 6,1 in cấu hình thì còn khá là khỏe hai sim vật lý có nghĩa là trong cái khay sim này chúng ta gắn được hai cái sim luôn không phải ra tổng đài để đổi e sim hơn thế nữa con này thì có bộ nhớ tới 128 trăm hai 128 gb khá là ngon và giá bán thì chỉ có 8 triệu 2 máy trần không phụ kiện cam kết là nguyên zin chuẩn quốc tế bảo hành cho bạn 6 tháng lỗi là Nhật Nam đổi cho bạn nhé tiếp theo thì có một con uh, iPhone 11 luôn cũng màn hình 6.1 và màu này thì khá chất đó là màu xanh ngọc con này thì đẹp đến từng cm rồi khỏi chê nói chung là cam kết ngoại hình zin đẹp 99% ok chuẩn quốc tế và con này là phiên bản 64GB màn hình cũng 6.1 in pin châu máy chất giá bán là 7 triệu rưỡi còn đúng một cái màu xanh ngọc này thôi các bạn nhé còn tất cả các màu khác thì đôi khi nó rẻ nhưng mà mình còn rất là nhiều rồi tiếp theo thì chúng ta có một con ba mắt đó là con 11 Pro Max tới 512 g màu trắng máy đẹp zin 98 99% rất là ok chuẩn chỉ ngon lành và bộ nhớ tới 512 g 512 g là một bộ nhớ hiếm có khó tìm lâu lâu mới có và dòng 11 Pro Max này thì có màn hình to 6,5 in này pin châu này ba camera này cực chất cực chuẩn và ngon lành cành đào hôm nay thì phiên bản 512 trăm còn đúng duy nhất một cái màu trắng thôi giá bán cho các bạn là 13 12 triệu ba trăm nghìn mười triệu ba trăm nghìn các bạn nhé máy trần không tặng phụ kiện không bao ship nhưng cam kết là máy bao ngon bao zin và bao chuẩn tiếp theo thì còn một con xs max còn một con thôi các bạn ạ và con này là đẹp len keng xà beng chuẩn chỉ ok đã thế lại được thiết kế pin châu zin một rồi và đây là phiên bản 64GB XS Max màu gold đẹp đen keng xà beng Chuẩn zin quốc tế ngon lành cành đào Cam kết là hàng quốc tế đến chọn đời máy Cam kết là máy zin bảo hành cho bạn 6 tháng nếu có lỗi Và giá bán của XS Max màn hình 6.5i này Chỉ có là 7 triệu rưỡi Các bạn hãy lưu ý đến chi tiết là pin châu 100% các bạn nhé Khá ngon đấy XS Max Rồi tiếp theo thì có cái sản phẩm Note 10 Plus Note 10 Plus ở Nhật Nam thì nó chất như nước cất các bạn ạ bởi vì đây là hàng tồn kho thanh lý chả khác gì máy mới và ngày hôm nay cũng chỉ còn màu trắng và màu đen thôi giá bán là 8 triệu màn hình cong 6,9 in cực ngon pin châu máy chuẩn chính hãng hai sim cam kết là hàng nguyên zin chính hãng của samsung bảo hành 6 tháng lỗi là đổi các bạn yên tâm con này thì cấu hình khá là khỏe với ra 12 g và bộ nhớ 256 g cực chuẩn các bạn nhé giá 8 triệu ngoài cái màu trắng nhật nam còn màu đen còn cái màu đen nữa. Cũng thế cũng là hàng tồn kho thanh lý nên rất mới. Cam kết là nguyên zin chính hãng sử dụng được hai sim và giá là 8 triệu các bạn ạ. Ok, tiếp theo thì mình có một con Samsung A73 thuộc dạng đỉnh của chóp còn cả hộp đây nhưng cũng không có phụ kiện các bạn nhé. Và các bạn cũng biết là các hãng bây giờ người ta cũng bảo vệ môi trường và tạo điều kiện cho khách hàng tiết kiệm, tránh lãng phí thì người ta không tặng kèm phụ kiện mà người ta dồn tất cả vào chất lượng các bạn ạ. Chính vì thế hộp chả có gì cả và có máy rất mới đây thôi con này thì khá mới có thể nói ngoại hình len keng xà beng màu xanh tươi xanh như nồi canh chuẩn chất vô cùng A73 của chúng ta thì có RAM 8GB bộ nhớ là 128GB màn hình AMOLED đục lỗ 6,7 in camera cực đẹp máy cực chất và sản xuất cũng gần nên còn khá ngon giá bán thì thật sự cũng rất là ok chỉ có là 6 triệu 600 nghìn các bạn nhé 6 triệu 600 nghìn sở hữu ngay một con máy Cực chuẩn, cực ngon, phê như con tê tê các bạn ạ. Rồi, ok. Tiếp theo thì mình sẽ có một con máy thanh lý nữa cho các bạn. Đó là con Vivo I15S, pin châu 5 nghìn 2 camera, máy chuẩn ZIN. Ok, ngon lành, thanh lý, cho người có thu nhập thấp ở nhà đông con với giá 1 triệu 6 thôi. Cam kết là hàng nguyên ZIN chính hãng, gắn hai SIM, nghe gọi xài pha 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 pha. Và wifi nghe nhạc xem phim các kiểu con đài điều ngon này Vivo i15s màu xanh máy đẹp 99 Chính hãng 2 sim Giá bán 1 triệu 6 thôi các bạn nhé 1 triệu 6 Rồi tiếp tục ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Một con 8 mở Hàng tồn kho thanh lý cực chất Chỉ còn một con màu đen di nguyên bản 64GB Pin 94% và giá là 4 triệu 400 nghìn Đây là cái hàng chất vô cùng Đây các bạn nhìn Nhìn kỹ một vòng đi Không hề có cấn móp sức mẻ gì các bạn cứ yên tâm máy đẹp đẹp cực kỳ 8 lớp 64 ghi hàng tuyển chọn các bạn nhé và còn đúng một cái này màu đen tình trạng nguyên zin pin 94 phần trăm và ngoại hình đẹp keng giá bán là 4 triệu tư các bạn à, xin lưu ý rằng tất cả sản phẩm mình bán sẽ là máy trần không tặng phụ kiện và không bao ship Tuy nhiên mình bao zin bao chất bao chuẩn và bao ngon cho các bạn sử dụng bền lâu nha các bạn rồi Ok như vậy là mình cũng đã giới thiệu đến các bạn khá là nhiều những sản phẩm ngon lành cành đào như thế. Các bạn nào kết sản phẩm nào có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Nó thuộc quốc lộ 20 cây số khoảng 130, hướng đi từ dầu dây về Phương Lâm Định Quán nha các bạn. À, mình bán ra thì luôn luôn gửi kèm cho các bạn cái giấy bảo hành. Có đóng mộc của di động Nhật Nam, có địa chỉ của di động Nhật Nam để gặp bất cứ một lỗi lầm nào các bạn có thể gửi về shop mình đổi cho bạn sản phẩm tương đương các bạn cứ yên tâm và lỗi lầm đôi khi xảy ra là ngoài ý muốn mong các bạn cảm thông và gửi về để mình được đổi cho bạn sản phẩm chuẩn chỉ ok nhất có thể các bạn nhé ngoài ra mình còn chế độ thu mua máy cũ để nâng cấp lên đời nếu như các bạn xài 2 năm 3 năm rồi thậm chí xài 1 năm 5 năm 10 năm các bạn muốn bán lại cho shop kể cả nó hư rồi shop vẫn mua hư thì mua theo giá hư còn Sài Gòn mua theo giá Sài Gòn Để tạo điều kiện cho các bạn nâng cấp lên đời ở shop di động việt Nam Mình sẽ thu mua lại tất cả những cái điện thoại chính hãng mình bán ra Cho các bạn, kể cả khi nó hư rồi mình vẫn mua Hư thì mua rẻ các bạn nhé Và khi mua thì các bạn muốn bán, muốn đổi Các bạn buộc phải gửi sản phẩm về shop di động việt Nam ở Tân Phú, Đồng Nai Địa chỉ có dưới phần mô tả các bạn nhé Địa chỉ có dưới phần mô tả video Cụ thể là ở Tân Phú, Xã À, Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Gửi về đó mình sẽ thu mua và đổi cho bạn bù tiền lên sản phẩm cao cấp hơn. Và bạn nào hư máy muốn thay thế sửa chữa, dịch vụ sửa chữa uy tín tại Di động Việt Nam chỉ thay linh kiện zin thì cũng có thể gửi về Tân Phú Đồng Nai, mình nhận hết. À, còn bạn nào muốn mua sản phẩm nào thì một là đến trực tiếp nếu ở gần, còn nếu như ở xa cứ yên tâm chọn mua online. Mình đã có thâm niên trong lĩnh vực mua bán online kể từ năm 2018 đến nay cho nên là hoàn toàn an toàn hàng hóa của bên mình gửi đến tay khách hàng là hoàn toàn đúng sản phẩm đúng chất lượng đúng giá trị và đóng gói rất cẩn thận phí ship thì có bảo hiểm nên khỏi lo các bạn nhé đấy trả tội gì mà không mua một sản phẩm chất lượng tại di động nhật nam với giá tiết kiệm hơn để xài cho mình bền lâu và chế độ bảo hành tốt nhất hiện nay trên thị trường lỗi là đổi không sửa trong vòng tới 6 tháng nha các bạn và đây là hotline của mình để cho bạn liên hệ mua online mua online chỉ cần cọc trước cho mình vài trăm để lấy niềm tin bằng cách là chuyển khoản ngân hàng hoặc là thẻ cào cũng được. Rồi ok, còn chần chờ gì nữa ai kết thì ủng hộ cho mình nhé. Còn bạn nào có sản phẩm xài rồi hoặc đã mua rồi mà đang xem kênh thì nhấn like ủng hộ cho mình để lại bình luận tốt cho kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Nhất là những bạn nào mới chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.